ihr Lieben! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được lại các bạn trong bài học ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu bài học thì xin mời các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn hội thoại sau đây nhé. Anna Schmidt. Hallo Anna, hier ist Laura. Hallo Laura. Ich gehe heute Abend ins Kino. Kommst du mit? Nein, leider nicht. Hast du keine Lust? Doch, Lust habe ich schon, aber ich habe leider keine Zeit. Schade, aber das macht nichts. Dann sehen wir uns morgen in der Schule. Ja, bis morgen. Und viel Spaß im Kino. Tschüss. Danke, tschüss. Trong đoạn hội thoại vừa rồi, chúng ta có hai câu hỏi đáng chú ý sau đây. Đó là Kommst du mit? Hast du keine Lust? Các bạn có biết hai câu hỏi này thuộc loại câu hỏi gì không? Chúng ta hãy cùng ôn lại kiến thức một chút nhé. Thông thường chúng ta có hai loại câu hỏi. Thứ nhất đó là W-Frage oder Frage mit Fragewort, có nghĩa là câu hỏi có từ để hỏi. Và từ để hỏi ở đây thường bắt đầu bằng chữ V, bởi vậy nên chúng ta gọi là W-Frage. Các bạn còn nhớ những từ để hỏi thông thường mà chúng ta hay gặp không? Chúng ta có ví dụ như là Wie, như thế nào? Was, cái gì? Wer, ai? Wo, ở đâu? Wann, khi nào? Warum, vì sao? Welch, cái nào? Ngoài ra chúng ta còn một loại câu hỏi nữa, đó là Ja, nein, Frage oder Frage ohne Fragewort, có nghĩa là câu hỏi không có từ để hỏi, hoặc là những câu hỏi mà khi trả lời chúng ta sẽ phải trả lời với Ja oder Nein, có hoặc là không. Vậy thì hai câu hỏi mà mình vừa nêu trên đó là thuộc loại câu hỏi không có từ để hỏi. Các bạn thấy đặc điểm của những câu hỏi này đó là động từ được chia đứng ở vị trí đầu câu. Thông thường với một câu hỏi không có từ để hỏi thì chúng ta sẽ có câu trả lời với Ja oder Nein. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm một loại câu trả lời nữa, đó là với Doch. Doch. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem là khi nào chúng ta sẽ trả lời với Ja, khi nào với Nein và khi nào với Doch. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi hai ví dụ sau đây nhé. Wir gehen heute Abend ins Kino. Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Wir gehen heute Abend ins Kino. Kommst du nicht mit? Nein, ich kann leider nicht. Doch, ich komme mit. Các bạn thấy ở trường hợp thứ nhất, chúng ta có một positive Frage. Có nghĩa là câu hỏi này không có chứa những từ có ý nghĩa phủ định. Vậy thì ở trường hợp này khi mà chúng ta đồng ý với người hỏi thì chúng ta sẽ trả lời là Ja. Còn khi chúng ta không đồng ý với người hỏi, chúng ta trả lời là Nein. Ở trường hợp thứ hai, chúng ta có một negative Frage. Bởi vì ở trong này chúng ta có một từ có ý nghĩa phủ định, đó là Nicht. Ở trường hợp này nếu đồng ý với người hỏi, chúng ta trả lời là Nein. Còn nếu không đồng ý với người hỏi hay là có một ý kiến phản đối cái ý kiến của người hỏi thì chúng ta sẽ trả lời là Doch. Mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản hơn để cho các bạn dễ hiểu nhé. Kommst du nicht aus Vietnam? Kommst du nicht aus Vietnam? Nein, ich komme aus Japan. Nein, ich komme aus Japan. Doch, ich komme aus Vietnam. Doch, ich komme aus Vietnam. Các bạn thấy ở đây câu hỏi chúng ta có nghĩa là bạn không đến từ Việt Nam đúng không? Thì nếu như ở trong trường hợp này đó là một người không đến từ Việt Nam
thì các bạn đồng ý với cái câu hỏi đó thì các bạn sẽ nói là không, tôi đến từ Japan, Nhật Bản. Còn nếu như các bạn phản đối lại cái câu hỏi đó, tức là các bạn đến từ Việt Nam thì các bạn sẽ nói là Doch, ich komme aus Vietnam. Như mình đã nói với các bạn thì trong tiếng Việt hay trong tiếng Anh chúng ta không có cái cách diễn đạt tương ứng như là trong tiếng Đức với từ Doch. Bởi vậy nên là cũng khá là khó để mà có thể tìm được một cái từ dịch nghĩa tương ứng của từ này sang tiếng Việt. Ở trong cái trường hợp mà mình đã nêu thì các bạn có thể hiểu một cách nôm na ra là Doch có nghĩa là có mà, đúng mà, có chứ, kiểu như vậy. Như mình đã nói với các bạn thì câu trả lời với từ Doch chỉ xuất hiện ở trong trường hợp là câu hỏi là một câu hỏi negative, có nghĩa là câu hỏi có một cái từ mang tính chất phủ định. Ví dụ như là nicht, không, hay là kein, cũng là không nhưng mà các bạn dùng để phủ định cho một danh từ. Và nichts có chữ S là không gì hết. Hay là nie, không bao giờ. Niemals, không lần nào hết. Niemand, không ai hết. Bây giờ các bạn hãy dành một chút thời gian để làm một bài tập nho nhỏ sau đây để có thể hiểu hơn về cái phần ngữ pháp này nhé. Viel Spaß! Hy vọng là các bạn không gặp khó khăn gì với bài tập vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng so sánh đáp án xem là các bạn đã trả lời đúng được bao nhiêu câu nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với câu đầu tiên. Isst du keinen Fisch? Nein, ich mag keinen Fisch. Nummer 2. Findest du den Lehrer nicht nett? Doch, ist sehr sympathisch. Nummer 3. Gehen wir etwas trinken? Ja, gerne. Wohin? Nummer 4. Kommst du morgen nicht in die Schule? Nein, morgen kann ich nicht. Nummer 5. Kannst du kochen? Ja, aber nicht besonders gut. Nummer 6. Hast du dein Handy nicht dabei? Nein, ich habe es vergessen. Nummer 7. Hast du keine Kinder? Doch, sogar 3. Nummer 8. Hast du Geschwister? Ja, einen Bruder und eine Schwester. Hy vọng là các bạn đã trả lời đúng hết những câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi bài học ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã học được một chút kiến thức nào đó mới mẻ trong bài học này. Nếu như các bạn có bất kỳ mong muốn nào cho những bài học tiếp theo, thì các bạn hãy đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!